Xin kính chào quý vị và bà con. Bão số 1 đã tan nhưng mà mây dông thì vẫn đang phát triển và gây thời tiết xấu, mưa to gió mạnh cho một loạt các vùng biển từ ven bờ ra đến ngoài khơi xa. Trong ngày hôm nay, khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ cảnh báo là sẽ có mưa rào và dông cả ngày. Trong mưa dông, bà con cần phải đề phòng khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn với khu vực phía Nam của Vịnh Bắc Bộ, từ đêm nay mưa dông cũng gia tăng. Trong mưa dông dễ đi kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn với ven bờ, khu vực thời tiết đáng lưu ý là vùng biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau, Kiên Giang, dự báo là có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ngoài khơi khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa thì bà con cũng cần phải đề phòng với gió mạnh cấp 5. Riêng phía Tây sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Huyện đảo Hoàng Sa hôm nay gió sẽ giảm xuống cấp 4, tuy nhiên là trời có mưa dông dễ đi kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong điều kiện thời tiết xấu, bà con đánh bắt trên biển cần lưu ý có kế hoạch khai thác phù hợp, chuẩn bị đầy đủ các thiết bị an toàn, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.